Và đây là những chiếc máy iPhone 7 Plus quốc tế với dung lượng là 32GB anh em nhé. Mình phải nhấn mạnh này là quốc tế dung lượng 32GB với mức giá chỉ trên 5 triệu thôi. Chào anh em, mình đến từ msmobile.vn. Và anh em là nhìn thấy không? Đây là những chiếc iPhone 7 Plus nhá, iPhone 7 Plus màu bạc này, màu đen này, màu vàng và màu hồng. Đó. Mình giới thiệu iPhone 7 Plus cho anh em thì nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay là lần đầu tiên mình về những chiếc máy với hình thức là 95%. Vâng, thì anh em có thể xem clip của mình, tất cả những clip của mình đều hướng dẫn anh em cách chọn được những chiếc máy zin. Vâng, tất nhiên rồi, 7 Plus ra đời cái đây mấy năm rồi, bây giờ mà zin 99% khá là hiếm ấy. Thế nên ấy thì bắt buộc thôi, thời gian này nó khan hiếm quá thì phải chọn cho anh em, phải chọn những chiếc máy 95% để bán thôi. Nhưng mà nói thật với anh em nhé, những chiếc máy 95% của mình cũng sẽ rất là đẹp nha. Chút nữa mình sẽ xem kỹ lại một lần cho anh em xem. Và quan trọng, vâng, 95% mà, giá rất là rẻ. Rẻ là bao nhiêu thì mình đang nói với anh em hiện tại đầu tháng 4 của năm 2020. Thế nên anh em cứ nghe mà đầu tư cho 2020 nhá. Năm sau là năm 2021 rồi, anh em thấy mức giá bây giờ mình báo mà nó vẫn là đắt ấy, thì anh em thông cảm cho mình. Ok nhá, tháng 4 năm 2020 mình đang bán những chiếc 95% này với mức giá chỉ chưa đến 6 triệu anh em nhé. Đó, hơn 5 triệu một chút thôi. Cụ thể là bao nhiêu thì anh em có thể vào đường link mình để phía dưới mô tả này, cho web mình là msmobile.vn đấy, để xem chi tiết là cụ thể là giá những chiếc máy này bao nhiêu. Và đây là những chiếc máy iPhone 7 Plus quốc tế với dung lượng là 32GB anh em nhé. Mình phải nhấn mạnh này là quốc tế dung lượng 32GB với mức giá chỉ trên 5 triệu thôi. Và đó, đẹp như là nào. Ok, 95%, nhưng mà bên mình sẽ rất là đẹp. Rất là đẹp nhá, chỉ không đẹp xuất sắc như những chiếc clip trước mình nói rồi. Anh em có thể nhìn thấy này, những cái viền này không cấn móp. Mình nói thật với anh em nhá, nhiều cửa hàng ấy sẽ bán những chiếc máy này ở 99% cho anh em là chuyện hoàn toàn bình thường. Vỏ zin mà, thành ra là những chiếc máy này nó phải một chút chấp nhận để bán cho anh em rồi. Lấy về và bán rẻ cho anh em, bên buôn nó kêu quá ông có chọn máy zin và đẹp thì giờ 7 lớp nó khó quá, 8 lớp thì bây giờ còn có chứ 7 lớp đấy đâu ra. Vâng thôi chấp nhận, ông đưa tôi những chiếc máy kia giảm giá thì tôi bán rẻ cho khách hàng. Đó, bởi vì tôi chỉ lấy máy ngon thôi và bán rẻ luôn. Đó anh em nhìn nhá. Đây này, sẽ cho anh em xem một chiếc màu bạc trước này. Và mình rất nhiều máy, đây là những chiếc máy mà mình đại diện để cho anh em xem thôi, và mình nhặt ngẫu nhiên nhá, chứ không phải là những chiếc máy này những chiếc máy đẹp nhất đâu. Nên anh em cứ yên tâm, ra cửa hàng mà không bằng những chiếc máy này anh em quyền không lấy, hoặc là anh em cứ ghi thấy 95% ở dưới này anh em có thể lấy thoải mái này. Đó, kể cả nó đẹp hay không, cứ có 95% là anh em lấy này. Chiếc máy này hoàn toàn rất là đẹp, chỉ duy nhất vết này. Đây anh em này. Đấy nhá, màu bạc rất khó bị lộ với xưa lắm đó anh em nhìn không? Chỉ duy nhất vết này này. Này xung quanh này. Rất là đẹp luôn. Đó anh em nhìn không? Lưng rất đẹp luôn. Đây. Chảy một tí ở trên này này. Đó anh em nhìn không? Đó, và là 95%. Đó, màu đen sẽ lộ xấu hơn nhá. Màu đen đây. Lắp ốp nhiều quá. Gai rồi, một số chỗ nhẵn hơn rồi, chưa bị chóc sơn thôi. Đó anh em nhìn không? Là 95%. Đó, rẻ hơn gần 1 triệu so với máy 99. Đây chỉ trên 5 triệu rồi, nó có quốc tế 7 Plus dùng rồi. Đây anh em nhìn nhá, chóc sơn dưới này. Đấy, chóc sơn camera này. Lộ ra cái này dán, anh em có thể dán vào là hết này. Những cái máy này anh em lắp ốp vào là đẹp này. Cái này anh em dán cái gì à? Dán cái bảo vệ camera sẽ không nhìn thế này. Là 95%. Đó. Bên dưới này móp một chút này. Một tí rồi, một chút xíu xước đây rồi. Đó, là 95%. Màu vàng đây cũng vậy này. Đó, xoay kỹ nhiều khi không thấy vết xấu đâu mà nhân viên nó vẫn cứ ghi là 95%. Và tất nhiên là đã ghi như vậy là bán như vậy luôn. Đó, bên này này. Anh em thấy không? Là bán là 95% nhá. Đó anh em nhìn nhận thế này. Những chiếc máy là hoàn toàn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Và bên mình bán ấy rẻ như vậy. Đó, nhưng hoàn toàn là nguyên zin hết nha. Anh em có thể thấy nhá. Đây, vỏ rất là zin. Đây này, xấu rồi, tất nhiên rồi. Táo rất là mượt nhá. Bên này các bạn này, táo rất là mượt này. Đấy, vuốt thoải mái này. Đây cũng vậy này. Rất là xịn luôn. Đấy. Đó. Duy nhất thay mỗi pin thôi. Đấy, 7 Plus bây giờ mà anh em bảo là còn hàng chưa thay pin thì hiếm lắm. 100% tình trạng thay toàn pin xịn cho anh em dùng thôi. Đấy, anh em yên tâm nhá. Đây này, con này là chưa thay pin này. Đấy, bởi vì con này còn khớ khẩm nhất là chưa thay pin này. Nhưng mà nó là 80%. Đấy. Trên 80% là mình sẽ không thay. Còn anh em mua anh em yêu cầu thay thì mình sẽ thay nhá. Đấy, pin zin hết. Con này còn chưa bóc luôn này. Đấy, vẫn còn 80% này. Đây, con này là 100% chắc chắn là bóc lại thay pin rồi. Thế nên là khả năng chống nước của nó bây giờ rất là hạn chế. Anh em lưu ý mình như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ý, mình muốn nói anh em là bây giờ anh em đòi hỏi những chiếc iPhone 7 Plus ấy mà không thay pin thì mình nói thật với anh em rất hiếm. phải tháo ra, thay pin và kiểm tra luôn bên có zin hay không. Điều chắc chắn là mình nhập về như vậy rồi. Nhưng cái quan trọng nhất, toàn bộ từ trên xuống dưới zin hết mỗi pin đó nhá. Đây anh em có thể kiểm tra lại một lần nữa, vuốt này. Đấy, liền với phím home này. Chỉ lõm một phần ở dưới rồi liền hết, là không cộng tay này. Đó, xịn luôn nhá. Đây cũng vậy này. Vuốt này. Đó, anh em thấy không? Liền với home này. Xịn luôn này. Đấy, chạm vào tay phím home nhảy nhảy luôn này. Đây cũng vậy này. Đó, nhìn cái màu vàng, viên màu vàng luôn. Đấy, anh em nhìn nhá. Viên màu vàng này. Đây cũng vậy này. Viên màu hồng này. Đấy. Màu bạc này. Viên màu bạc này. Ok anh em thấy chưa? Đó. Tất cả màu trong, màu ngoài, màu phím home và phím màn hình đều đồng nhau. Đó, nguyên zin hết. Em cho anh mượn iPhone 7 Plus màu đỏ này nào. Cái con này anh đang dùng hết. Đấy nhá, cho anh em xem bằng con phím home này, mình thay phím home đây. Đây là mình thay phím home vật lý, con này bị vỡ này. Đấy, anh em nhìn đây màu khác không? Màu đỏ lẽ là viền màu bạc nhưng màu đỏ viền lại màu vàng này. Đấy, bởi vì đây là phím home vật lý nhá. Đấy, vẫn ấn được bình thường. Đấy, nhưng ta sờ tay là cộm này. Đây, phím home gốc của nó đây. Tháo rồi đây, bị vỡ đây. Vừa thay xong. Đó, anh em nhìn đâu. Màu của phím home với màu của màn hình là giống nhau. Nhưng phím home thay này màu sẫm hơn này. Đấy, viền sai này, màu sẫm này. Đây là phím home thay nhá. Nhưng vẫn cảm ứng bình thường này, chỉ không có vân tay gì thôi. Đó, đấy, con này là con mình đang dùng. Đây, còn đây những anh em nhìn nhá. Phím home trùng hết này. Đó, ấn lên luôn. Và quan trọng, kính chưa ép. Đấy nhá. Đấy, anh em nhìn mép này. Đó, nhìn mép đẹp chưa? Đấy, vuốt tay vào này rất là đều này. Các bên rất là đều nhau này. Mượt luôn này, không bị cộm tay này. Màu đen này khó nhìn hơn một chút. Đấy, nhưng mà nguyên bản anh em nhìn thấy không? Đó, vuốt tay này. Rất là mịn này. Màu hồng vậy này. Đó, con nào đấy như nhau luôn này, anh em nhìn thấy cái mép này. Con nào đấy như nhau luôn này. Đấy, anh em đi xem anh em phải cẩn thận việc này nhá. Đó, ok chưa? Đó. Và tất cả những chiếc máy Line New, nói lại lần nữa này, phải cũ nhá. Phải có vết sử dụng rồi nhá, chân sạc nhá, đen xì nhá. Đó, chân sạc mà trắng là chắc chắn thay nhá, màu đen thì không nói rồi. Còn màu là nhìn thấy nhá, anh em nhìn thấy không? Đó, các mép của loa là phay xước này, nhìn thấy bóng bóng chưa? Đó, còn những cái màu này. Đó. Viết vuốt ở cái viền này. Cái viền vỏ này. Đều nhau tăm tắp này, như một khối luôn. Nhắm mắt vào cảm tưởng là một khối luôn chứ không phải hai khối tách biệt nhá. Đó. Đi xe máy thì như vậy thôi. Đây cái này vậy này. Màu trắng nó sẽ là màu xám nhá, chứ không phải màu trắng nó sẽ là màu bạc nó là màu xám nhá. Màu hồng sẽ là màu trắng này. Màu vàng sẽ là màu trắng này, riêng cái màu trắng nó sẽ là màu xám này, còn đen thì không nói đâu, đen xì này. Đó, anh em lưu ý là như vậy này, vuốt phải đều, cái nào cũng vẫn như thế nào thôi, rất là đều nhá. Đó, đều tam tắp luôn. Ok, bỏ chưa? Đây, bên trên camera này có xước, có chóc thì camera sẽ vẫn phải đen. Đó, nhìn thấy đen tuyền tuyệt đối chưa? Anh em thấy không? Zin đấy nhá, 95% nó vẫn zin nhá. Đấy, màng loa này, màng mic này, màng mic của camera này. Đấy, sát nó mép luôn, không có bị lõm xuống này. Đèn flash nó y zin luôn này. Đó, anh em nhìn thấy không? Xịn xì zin luôn. Nó phải zin phải như thế nhá. Chứ trường hợp mà đèn flash của cái này mà không có lõm ở bên trong sâu quá, hoặc cái này mà không có thì anh em lưu ý là thay vỏ nhé. Đó, thậm chí thay vỏ xấu, anh em tưởng máy xấu là zin nhưng không chính xác đâu nhé. Đấy, anh em lưu ý như vậy này. Những cái phím bấm này rất là chắc chắn này. Đều màu này. Đây, khai sim phím bấm đều màu này, anh em nhìn không? Rất là chắc chắn luôn này. Đường sau này. Đó, rất là chắc chắn luôn, đều màu. Hai cái đều màu như nhau luôn, hai cái màu như nhau luôn. Gạt rung cũng vậy này, bên trong có bụi bẩn gì thì kệ nó thôi. Máy 99 mà, phải qua sử dụng mà. Nhầm máy 95 chứ. Nhìn cái này đẹp quá tưởng 99. Đó, nó qua sử dụng anh em nhìn đâu. Đó. Đó, trên này vậy này. Đây, anh em đấy, anh em nhìn thấy không gồ ghề một tí nào luôn, sát mép luôn. Đây. Đó, kính nhá. Anh em nhìn nhá. Không bụi không bặm này. Đấy. Màng loa rất là đẹp này, màng loa đầy luôn này. Màng loa đầy luôn này. Bụi bẩn tí không sao này. Đây này. Đó, bẩn tí không sao này. Nhưng mà đầy luôn. Bên trong không có bụi luôn. Đó. Những cái mép này màu sắc rất là đẹp, không có một cái ốc vặn nào bị dính vào đây luôn. Còn màu đen vậy nhỉ, đen tuyền tuyệt đối anh em nhìn này. Thấy không? Đấy, đèn hồng ngoại nó nháy nháy đấy. Nhưng mà anh em nhìn nhá, xước một tí không sao, quan trọng là zin. Đó, bên trong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến phần mềm này. Đó, pin là 100% nhá, là thay pin rồi nhá. Chắc chắn một điều ấy, chứ bây giờ 7 lớp không có chuyện là pin zin 100% đâu. Đây, bản gì nhá, anh em nhìn đâu. A1785. Ok chưa? Đó, bên này có chữ Nhật này. Bản đây là bản những cái bản của Nhật Bản. Đó, anh em nhìn đâu. Bên này có chữ Nhật này. A1785 này, được chưa? Riêng cái bản A1785 này vô cùng hiếm luôn. Không phải cứ có là thay được vỏ đó nhá. Anh em lưu ý này, Nhật nó sẽ là A1785, Mỹ nó sẽ có A1660 và A1784 đó. Thế nên là anh em lưu ý nhé, đây là hoàn toàn là những chiếc máy đến từ thị trường Nhật Bản. A1785 này, cái này nó khó nhìn lắm, nhưng mà anh em lưu ý này, Nhật Bản nó bao giờ cũng sẽ là A1785 đó. Rất là hiếm những cái bản khác, mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Đây, và cái vỏ A1785 là cái vỏ khá là hiếm luôn. Đây, anh em nhìn gì chưa? Đây, A1785 này, trắng lại như vậy này. Đây, nhìn có chữ Nhật Bản này, chắc chắn là phải có chữ Nhật Bản nhé. A1785 này đó. Đây. À, gì này, A1785 này, chuẩn chưa anh em? Đó, chuẩn nét luôn. Kiểm tra trên hệ thống Apple nhá. Đây, kiểm tra thử một con này, đó là con này vừa kiểm tra này. Đấy nhá, con nào cũng được. Và copy cái serial, copy cái email. Đây, copy serial mới nhanh này. Đó, vào trong chủ Apple, lưu ý anh em là nữa này, vào trong chủ Apple trang này này, không nên vào những trang như email.info, emailpro.net hay cái gì, đừng có vào trang đấy. Vào trong đấy sẽ lộ email ra ngoài và rất dễ bị dính ngài là nào. Vào cái trang chính chủ, chính hãng. Đây. À, quy này. Đó. Chờ loát nhá. Hiện tại đang dịch rồi, thế nên băng thông mạng biết là cũng sẽ chậm xuống một chút. Đó, thế nên là anh em test cũng sẽ chậm hơn. Đó, nhưng quan trọng nhất là nó phải trùng. Đây, mình vừa có cao tra sai bắt đầu. L này, 9 này, viết hoa hết đúng như ở trên này luôn. Đây này. Đó, anh em nhìn đâu, 7 lốt ra luôn này. Ra luôn 7 lốt nút xanh này, 2 lốt vàng hết bảo hành này. Đấy, vậy nha. Đó. Toàn bộ là check phải chuẩn hết, phải ra hết, chứ không phải là cái việc mà anh em check mà nó lại không ra, nó lại thành báo Apple không biết, chứ là màu đỏ mà nó vẫn bảo là zin thì không có chuyện đấy đâu anh em nhé. Check là phải ra. Còn cách check nó kích hoạt ngày nào thì anh em xem lại những clip mình hướng dẫn XS ấy, là mình cũng đã nói rồi. Đó, anh em đăng nhập ai cả lao và sau đó vào trang Google Support, trang Apple Support, mình xin lỗi là vào trang Apple Support để anh em xem luôn. Đó, anh em nhìn đâu là thời gian kích hoạt nó là bao nhiêu. Đó, anh em nhìn này. Đó, nhìn đâu, tất cả là nguyên zin hết. Màn hình không bị phản quang luôn, camera không bị chấm luôn nhá. Camera này anh em nhìn này, đấy, soi thoải mái luôn, không bị một chấm nào luôn. Đấy, camera chân dung còn ok luôn. Đấy, camera chân dung còn ok nhá. Đó. Đấy. Đó. Camera chân dung tất cả mọi thứ đều còn nguyên zin. Đó, ok nhá. Mình giới thiệu cho anh em biết những chiếc máy 95 bên mình hình thức rất là đẹp, tất cả mọi chức năng còn nguyên bản, còn nguyên zin, vỏ còn nguyên zin, hình thức chỉ thua máy 99% bên mình bán thôi. Và quan trọng nhất mà mức giá hiện tại đang rất rẻ. Hiện tại mình đang nói lại, là hiện tại mình đang nói cái những chiếc máy này ấy, vào đầu tháng 4 năm 2020 đang thời điểm dịch Covid đang bùng phát rất mạnh trên thế giới. Ở Việt Nam mình đang cách ly toàn dân và mình vẫn muốn giới thiệu đến cho anh em, bởi vì sao nhỉ? Bây giờ mình có ship COD toàn quốc cho anh em. Thế nên anh em thấy những chiếc máy này rẻ là anh em cần, anh em cứ alo cho mình theo số điện thoại 0256526789 này. Anh em cứ chat trên Facebook bên mình là msm.vn này. Anh em cứ nhắn đặt hàng ở trên website là msm.vn này. Là bên mình sẽ ship những chiếc máy này đến tận tay cho anh em luôn, nhận máy, kiểm tra tất cả mọi thứ phải thanh toán. Đó, và yên tâm nào, mình sẽ chụp ảnh coi phim trước khi chuyển đối với những chiếc máy 95% để cho anh em yên tâm tuyệt đối luôn. Còn nếu anh em là mua 99 thì khỏi suy nghĩ, bởi vì chiếc máy 99 sẽ rất là đẹp nhá. Đó, đơn giản vậy thôi. Anh em thấy clip này thú vị, anh em thấy thích những chiếc máy này, anh em cứ chia sẻ lên cho mọi người xem, cho mình một like để ủng hộ nhá. Còn anh em đặt mua máy thì cứ theo cái mình hướng dẫn vừa rồi đấy. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại.